Tôi rất hân hạnh được trở lại với chương trình Phật giáo xưa và nay của Đài Truyền hình Dự Phải TV. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với đề tài Trúc Lâm Dậy Sống. Bài thứ ba, trở về với cốt truyện, lời tác giả. Một hôm, sau một ngày lao động ướt đẫm mồ hôi, thiện duyên trở về cái trậu lá quen thuộc. Ăn cơm xong định đi ngủ, nhưng vừa lên tới đầu cầu thang, chàng thấy cái gối quà được rối rém và buộc dây khéo léo. Chàng mở ra xem, điều khiến chàng phải ngạc nhiên không phải là quà, mà chút cái ân tình được thể hiện trong ấy. Đó là ba trái sầu chín và sáu giác cơm nấu sữa tươi, ba miếng thịt bò nướng, một gói muối tiêu và một lá thơ. Trang trịnh trọng đọc: Bạn thiên duyên, tôi biết bạn đang buồn cho số kiếp. Mẹ con cô ái ngã đối xử với bạn quá tệ bạc. Bạn đang chịu đựng sỉ nhục vì những cái hành động thiếu tư cách của họ. Nhưng bạn đừng buồn, vì ông Bá Hộ rất thương bạn, và cá nhân tôi rất quý bạn. Xin bạn biết cho rằng, từ nay tôi sẽ là người bạn vô danh nhưng chân thành. Trong mỗi cái tình huống vui buồn đều có tôi chia sẻ. Bạn hãy vui nhận những món quà nhỏ này và hãy ăn thật ngon. Một người bạn. Chàng đọc lần thứ hai của thư, trí óc chàng làm việc thật nhiều. Một người bạn nào? Hầu hết những người trong gia đình ông Bá Hộ đều không có thiện cảm với chàng, ngoại trừ ông Bá Hộ. Công tử Toàn Thắng và cô gái mang cơm cho chàng. Nhìn thức ăn ngon, chàng chảy nước miếng, nhưng bụng bảo dạ, biết đâu trong thức ăn chàng có thuốc độc. Nghĩ kỹ, chàng gối lại, gối trở lại. Hôm sau gặp cô gái mang cơm, chàng hỏi khéo: Chiều hôm qua khi mang cơm cho tôi, cô có thấy người nào lạ mặt trong trò này không? Dạ không. Cô có thấy gối này không? Dạ không. Trong một ngày lao động, chàng không quên được những cái lời lẽ ở trong thư, lời thơ chân thành, ý thư trong sáng. Nhưng có thật người ta tốt bụng với mình đúng như lời ở trong thư. Chàng hoang mang, nghi ngờ nhất là nhớ đến cái cử chỉ giả nhân giả nghĩa mà mẹ con cô ái ngã đóng kịch với chàng khi có ông Bá Hộ. Chàng càng tin nghi vấn của mình là đúng. Chiều xuống, chàng uể oải về trời, định bụng sau khi tắm rửa ăn uống xong là ngủ ngay. Nhưng vừa lên đến đầu cầu thang thì mắt chàng bỗng sáng lên
về một gói quà nằm ngay cái vị trí hôm qua. Mở ra, chàng thấy ngoài những thức ăn thật ngon, còn có một cái mền, một bộ quần áo mới và một lá thư với đại ý: "Bạn Thiện Duyên, tại sao bạn không ăn quà tôi gửi?" "Có lẽ bạn nghi ngờ." "Tôi thông cảm. Vì bạn là con chim bị tên nên sợ cái cành cây cong. Nhưng mền đắp vào quần áo thì mong bạn nhận dùng. Đừng ngại. Tôi lúc nào cũng thương và quý bạn, một người bạn." Thiện Duyên suy nghĩ thật nhiều. Tại sao người này biết rõ cả chuyện mình không ăn quà tặng? Phải rồi, một người bạn chính là cái cô gái mang cơm. Vì ngoài cô ra, không ai biết rõ chuyện ấy. Tràng đã nhiều lần răng hỏi, nhưng cô gái một mực phủ nhận. Đã có chủ định nên chàng an lòng nhận quà do một người bạn bí mật mang đến. Chàng cảm thấy ấm lòng vì dưới trở đời tối tăm này vẫn lóe lên một vì sao nhỏ, mặc dù nó bị lạc lõng giữa cái bầu trời cao rộng, nhưng nó vẫn hiện diện và tỏ cái ánh sáng hữu hạn cho riêng chàng. Sống ở trong đời sống, mỗi người cần phải có một cái tấm lòng. Tấm lòng đó là những cái tình cảm tốt đẹp, đáng trân trọng ở nơi con người. Không phải để mong được người khác ghi nhận, không phải để mong được trả ơn, và cũng không phải để phô trương hay trang sức cho bản thân mình, mà để gió cuốn đi. Cuộc sống như vậy mới thanh thản và bình yên. Tấm lòng trong cái cuộc sống để tha thứ và khoan dung, đây chính là cái thái độ sống rộng lượng với người khác, nhất là với những người gây ra đau khổ cho mình, đối lập với lòng đố kỵ, định kiến thành kiến. Chúng ta nên hướng đến một cuộc sống mà không có sự ích kỷ, hận thù. Chúng ta cần chung sức vì một nền hòa bình. Từ chính mỗi người là sự dũng cảm, cũng chính là đức hy sinh của con người. Đó chính là sức chịu đựng, chấp nhận những thiệt thòi về mình. Dũng cảm là dám xả thân vì lý tưởng cao đẹp, dám đương đầu với thử thách, dám đối diện. Cội nguồn của lòng dũng cảm chính là dám tin vào những điều tốt đẹp. Dám tin vào những điều tốt đẹp khiến cho con người có thể làm được nhiều điều. Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống của con người sẽ như thế nào khi không có tình yêu thương? Từ xa xưa cho đến bây giờ, cuộc sống của con người chưa lúc nào ngừng yêu thương. Nhưng giả sử có một ngày con người không quan tâm, sẽ chia, đồng cảm với nhau, trái đất sẽ không còn tiếng cười, không còn ấm áp, nơi nơi ngập tràn băng giá lạnh lẽo. Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương, thiếu vắng cái tình yêu thương. Chúng ta biết tựa vào ai, nhưng khi vấp ngã, thiếu vắng tình thương, chúng ta biết san sẻ cùng ai? Những niềm vui khi không có tình thương
con người chẳng khác gì vật vô tri vô giác. Con người sống thờ ơ vô trách nhiệm, đầy lý trí, sống bon chen, trà đạp lên nhau, lúc đó cuộc sống của con người sẽ trở nên cô động và cô đơn, trống vắng. Cho nên sống cho đời sống cần có một cái tấm lòng tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ là tình cảm cao đẹp trong cuộc sống của con người. Đó là cái tình cảm thiêng liêng xuất phát từ trái tim chân thành, tự nguyện của mỗi cá nhân, con người. Tình cảm thiêng liêng cao đẹp này sẽ giúp cho cuộc sống của con người trở nên ấm cúng, hạnh phúc hơn. Chỉ một lời thăm hỏi của bạn bè lúc ta có chuyện buồn cũng giúp ta có niềm tin trong cuộc sống. Chỉ cái mỉm cười đây, hạnh phúc của cha mẹ dành cho nhau, ta cũng thấy gia đình mình tràn ngập cái tình yêu thương. Khi chúng ta dành cái tấm lòng quan tâm sẽ chia cho mọi người. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ và ghi nhớ điều quý giá nhất trong cuộc sống chính là sự bất toàn. Vì khi toàn vẹn thì sự sống sẽ kết thúc. Sự bất toàn là một phần của vô thường, một quy luật tất yếu của cuộc sống. Chính vì mọi thứ đều bất toàn mà ai cũng có cái cơ hội làm mới cái bản thân. Cái chúng ta luôn mong cầu tốt hơn những gì đang xảy ra. Nó không cho ta cái cơ hội trọn vẹn với thực tại, vì ta sẽ rơi vào cái phiền não khổ đau. Nhưng chỉ cần ta buông bỏ cái ý muốn tốt hơn là trở về với trọn vẹn với những gì đang diễn ra, chúng ta sẽ thấy mọi sự đều vô thường, tự nhiên đến rồi đi. Tất cả đều có cái lý do mà sinh khởi và cũng tùy duyên mà chấm dứt, bất kể ta muốn hay không. Tất cả những thiện ác trong đời đều không thể nghĩ một cách rốt ráo, mà tùy cái hoàn cảnh, tùy cái đối tượng mà nó được ráng cho cái nhãn là thiện hay ác. Dù những gì đang xảy ra là thiện hay ác, nó đều là cái bài học giác ngộ vô cùng quý giá về cuộc sống. Trở về với cái cốt truyện, lời tác giả. Sự kiện một người bạn bí mật tặng quà, và một người bạn công khai nhận quà cứ diễn ra liên tục suốt cái thời gian trên dưới nửa năm. Rồi một đêm rằm tháng tư mùa hạ, trên trời khuôn mặt cái chị hàng tròn đẹp và sáng như chiếc gương vàng. Gió đưa răng thổi nhẹ từ chân trời, như vuốt ve vạn vật, như tấm mình ở trong cái ánh sáng. Trên cái căn giác trồi lá cũ kỵ, thiên nhiên đang ngồi ngay chân cây cầu thang
nhìn lên trăng. Rí ra dưới ánh trăng ngà, chàng vô cùng thoải mái, phấn khởi vì một tháng mới có một đêm thật sáng như vậy. Nhưng tâm trí chàng đang bận nghĩ đến một người bạn, bí mật và những lời lẽ ở trong thư. Đang triền miên theo cái dòng suy tư, bỗng chàng giật mình, đánh gớt vì có cái tiếng ai rồi: thiện duyên, có phải anh đây không? Cặp mắt quen thuộc với đèn tối, cũng như cái cuộc đời chàng với nếp sống nghèo nàn bất hạnh, nên bản năng tự vệ rất nhạy bén. Chàng nhảy ngay xuống đất và đứng yên trong cái tư thế sẵn sàng để đối phó. Từ nơi phát ra cái tiếng, bỗng xuất hiện một người mặc toàn đồ đen và lưới che mặt cũng màu đen. Bóng đen lên tiếng: có lẽ anh rạc nghiêng lắm phải không? Nghe tiếng, con gái thiền viên lấy bình tĩnh rạng hỏi: cô là ai? Anh không nhớ ra em sao? Vừa nói, bóng đen vừa dán cái tấm lưới che mặt. Dưới cái ánh trăng, một cái khuôn mặt kiều diễm thùy mị thật khả ái hiện ra. Thiền viên vô cùng ngạc nhiên lẫn vui sướng vì cái bóng đen đối diện chính là Ly Lan, ái nữ của ông bá hộ Đa Phúc. Cô nén xúc động, tràng hỏi như mơ hồ: Cô Ly Lam thật đó sao? Thưa, thật vậy, em là Ly Lam đây. Anh đừng gọi tên em to, bất tiện lắm. Nàng vừa cảnh giác, thiện viên vừa che mặt lại. Sao cô đến tối quá vậy? Đến thăm anh. Trời, đến thăm tôi. Quá tình tôi nằm mộng cũng không tin rằng cô lại đến thăm tôi. Một con gái, một con người hèn hạ một giai cấp thủ Đà La. Thiện viên, anh không có nằm mộng đâu. Anh rất bình tĩnh và can đảm. Em thật sự đến thăm anh thì giờ chúng ta quá, em phải cải trang và mạo hiểm. Chúng ta hãy ngồi xuống chân cầu thang nói chuyện tiện hơn. Không nên đâu cô Ly Lam. Cô không nên để cái giai cấp bà lão môn cao quý phải bị quen ố vì một người hà tiện một giai cấp thủ Đà Lạt như tôi. Anh thịnh viên, anh lại nói chuyện không đâu. Mất rồi, tại sao anh lại tự ti mặc cảm ngay cả với em? Vừa nói, Ly Lam vừa tự động ngồi xuống chân cầu thang. Trước cử chỉ thân thiện khả ái của Ly Lam, thiền viên như bị thôi miên, càng ngồi xuống một nấc thang thấp hơn. Hai người ngồi im lặng rần như bất động không biết bao lâu. Bỗng Ly Lam lên tiếng: anh thiện viên, anh có tin là em đã mạo hiểm đến thăm anh? Anh đừng tự ti mặc cảm với em. Em biết anh đã chịu đựng nhiều điều sỉ nhục do mẹ và chị ai ngã đối xử quá tệ bạc với anh. Nhưng cha em thương anh và cá nhân em rất quý anh. Trong khi hai người đang trò chuyện thì bỗng từ ở trong vườn cây vang lên một mật hiệu. Nghe mật hiệu, Ly Lam trao cho thiện viên một gói quà và xin phép tạm chia tay. Trước khi ra đi, Ly Lam nói câu tâm biết: anh thiện viên, nếu trên đời này mọi người đều ác cảm với anh thì em là người cảm thông và quý mến anh với tất cả chân tình.
có dịp em sẽ lại đến thăm anh và tâm sự thật nhiều. Tạm biệt nhé. Thiện Duyên nhìn theo cái hướng đi của Ly Lam, tiếc rẻ, ngây ngất. Mãi đến khi cái mảnh trăng rằm ngã về cái phía tây, chàng mới chập chạp thân thò lên gác. Tuy cố dỗ giấc ngủ, nhưng hình ảnh và lời nói của Ly Lam cứ mãi ám ảnh chàng, dẫn đến cái thân phận nghèo nàn, bất hạnh của mình. Bao nhiêu thì chàng thầm biết ơn, thầm kính Ly Lam bấy nhiêu. Chàng nghĩ thật là một tâm hồn cao thượng, khả kính, khả ái. Chẳng những nàng không kỳ thị mà còn biết sống hòa mình, thông cảm và sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi. Nhất là câu nói, nếu trên đời này mọi người đều ác cảm với anh, thì em là người cảm thông và quý mến anh với tất cả tấm chân tình. Mới ngọt ngào và thi vị nó làm sao? Dòng suy tư tiếp tục chảy. Nếu quả thật cuộc sống là sự lẫn lộn giữa cay đắng và ngọt ngào, giữa mật ngọt và mật đắng, thì Ly Lam là hiện thân của mật ngọt, vừa khoái khẩu vừa bổ dưỡng. Chàng cảm thấy khởi tin tưởng và thiết đi ở trong cái giấc ngủ yên lành. Diễn giải, cuộc sống là một chuỗi những cuộc chơi. Ai chơi giỏi thì thắng, ai chơi dở thì thua. Mà cuộc chơi thì luôn có những lực chơi nghiêm túc. Đó là lực pháp, lực nhân quả. Cái sướng hay khổ mà ngồi nói chuyện với nhau thì nó vô cùng lắm. Vì vấn đề sướng hay khổ nó mênh mông và khó định nghĩa được. Đời có nhiều đường đi, không đi đường thẳng thì ta đi đường vòng. Và xác định rằng tí chậm nhưng rồi cũng sẽ về đến đích. Phía sau thành công là biết bao cay đắng với những thành đạt. Thì trước đó con người đã trải qua rất nhiều đau khổ, đánh đổi với vinh quang của ngày hôm nay là biết bao cay đắng của ngày hôm qua. Khi sự thành công đến với ta từ quá sớm, cộng với sự kiêu ngạo của tuổi trẻ mà ta có, thì điều đó sẽ không tốt chút nào. Đừng kể khổ mà hãy cố gắng làm việc để thể hiện hết cái khả năng của mình, chứ không nên kể khổ mà không làm được gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cho đời. Có câu lời nói để khóc và nước mắt để nói. Khi ta nói điều gì khiến người ta khóc vì cảm động hoặc sung sướng thì chứng tỏ lời nói của ta đã đạt đến đỉnh cao của sự tinh tuệ. Có câu người khôn ít nói, người khôn ít nói vì họ phân tích cái vấn đề rất kỹ ở trong đầu. Còn một khi đã nói, họ nói chặt chẽ mà rất ít ai cãi lại được. Nước trên mây sẽ có lúc tan ra để hóa thành mưa. Đời người chắc chắn sẽ có lúc chết đi, nhưng những lời nói yêu thương dỗ về
sẽ mãi làm ấm áp lòng người khi ta nhớ về nó. Cuộc sống này luôn luôn tồn tại những mặt đối lập, có trắng là phải có đen, có tích cực là phải có tiêu cực, có vui là phải có buồn, có sinh là phải có tử, có thiện là phải có ác. Tất cả những mặt đối lập luôn tồn tại song song với nhau. Hãy hiểu rõ điều đó để sống cho vui. Có những chuyện vui lòng ta là có những chuyện khiến ta chướng tai rai mắt vẫn xảy ra thường ngày. Nhưng đó là những điều không thể thiếu để tạo nên cái cuộc sống thú vị. Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự nương tựa vào nhau, không tách rời nhau giữa các mặt đối lập. Sự tồn tại của mặt này phải lấy cái sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề. Nhiều khi chúng ta cứ thành công hoài, đến lúc thất bại thì tuyệt vọng và suy sụp. Thực tế thì thành công và thất bại là hai điều đồng hành trong cuộc sống của mỗi người, bất kể họ là ai. Mâu thuẫn là cái nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Nếu không có sự mâu thuẫn thì sẽ không có tiến bộ. Có nhiều khi vì những mâu thuẫn trong cuộc sống mà ta quyết tâm phải vượt lên để khẳng định mình, mà những mâu thuẫn đó lại là cái động lực rất lớn để ta thành công. Người ta còn gọi đó là cái cú hích. Bởi thế có những cái mâu thuẫn là điều cần thiết để ta đi đến chiến thắng và thành công. Nhưng nếu nói khổ đau là một thực tại không thể chối cãi, nhưng đó chỉ là do cái trình độ, cái cảm nhận của con người. Khổ đau vốn không phải là cái bản chất đã định sẵn của cuộc đời này. Bởi xét cho cùng thì không có cái gì đau khổ cả. Do cái ruồng máy, cái tâm thức trong ta nó vận hành sai lệch, nên nó đã tạo ra những cái phản ứng chống đối lại những cái hoàn cảnh mà nó cho là trái nghịch. Rất may cái ruồng máy tâm thức ấy là một cái hợp thể linh động. Nên có thể điều chỉnh được. Chỉ cần ta có nhận thức đúng thì mỗi cái cảm xúc trong ta đều không ngừng tương tác với vạn vật, để cái tâm lý không tiếp tục tạo ra những cái phản ứng ích kỷ. Đồng thời ta cần có một cái khả năng quan sát thật tinh tường về những cái thói quen mà ta tạo dựng từ trong quá khứ cho đến ngày nay. Cái tiến trình tháo gỡ những cái tâm lý tiêu cực ấy chính là cái tiến trình vượt thoát đau khổ. Nói chung, càng bớt tự ái là cái càng bớt khổ đau. Hết vì cái tôi sẽ là hết cái khổ đau. Đúng ra ta cần phải biết ơn khổ đau. Khổ đau vừa giúp ta ý thức được
Cái gì là hạnh phúc? Vừa giúp khả năng chịu đựng trong ta lớn mạnh, để chúng ta có thể phát triển hết cái bản năng sinh tồn tiềm ẩn của chính mình. Cũng như nếu không bị lạc đường, ta sẽ khó biết mình, vốn rất sợ hãi. Nếu không bị xúc phạm, chúng ta sẽ khó biết rõ cái mức độ nóng giận của chính bản thân mình. Nếu không biết dối gạt, chúng ta sẽ khó biết mình, cũng rất dễ tổn thương. Nếu không bị bỏ rơi, sẽ không thấy được cái tính yếu đuối và dư dẫm của mình. Chính nhờ cái bản năng sinh tồn nó biểu hiện mà thấy rõ từng ngõ ngách sâu kín của phiền não tạo nên đau khổ. Từ đó ta biết được cái cách điều chỉnh lại cái tâm thức và cái nếp sống của chính mình sao cho hài hòa với sự vận hành của vũ trụ. Nhờ đó, sự hiểu biết và tình thương ở trong chính bản thân mình nở ra, tức là bừng nở. Có thể đi giữa cái thăng trầm của cuộc đời này một cách thông dong tự tại, mà không còn lo sợ những cái nghịch cảnh bất ngờ. Có thể nói tâm ta như thế nào thì sẽ cảm nhận cái khổ đau như thế ấy. Vì khổ đau vốn từ tâm sinh ra, mà cũng từ tâm diệt đi. Đức Phật nói cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thấu dứt. Vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh, giành giật, chiếm đoạt, để rồi giết hại lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, con người đau khổ bởi sinh già bệnh chết. Tâm đau khổ vì phiền não của tham sân si mạn nghi a-kiết. Trong cái hành trình tìm kiếm cái tình yêu thật sự, chúng ta cần yêu lấy cái bản thân mình. Khi đó chúng ta hãy tạo ra cái nền tảng vững chắc cho mối có quan hệ lâu dài, trải lòng với mỗi người để họ có thể hiểu ta một cách sâu sắc. Khi biết yêu bản thân, chúng ta dễ dàng cảm nhận được cái tình yêu thương của những người xung quanh dành cho mình. Bởi vì tất cả chúng ta đều có sự gắn kết vô hình về mặt tâm linh với chúng ta là một Đức Phật. Quan niệm danh dị trong xã hội, lợi lộc, quyền thế, chức tước đáng xem nhẹ như bọt nước, chỉ sủi lên như bọt nước mà thôi. Tiền tài và vật chất cũng chỉ như là xương xa, như một hơi nước, một cái bóng mờ. Con người không biết tu dưỡng đạo đức, thương yêu chia sẻ cho nhau, chỉ gây thêm tội lỗi. Nhưng nếu biết tu thân tích đức thì mới trở nên người tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Ở đây chúng ta, Đức Phật đề cập đến bốn cái chất liệu chính của tình thương chân thật, đó là từ, bi, hỷ và xả. Từ là cái khả năng hiến tặng những gì đem tới giá trị hạnh phúc đích thực cho đối tượng thương yêu.
Vì là khả năng chia sớt những khó khăn hay nỗi khổ cái niềm đau. Hỷ là khả năng khuyến khích và nâng đỡ những cái hay, cái đẹp hay ước vọng. Xá là khả năng bao dung và buông bỏ những cái yếu kém hay lầm lỡ của người mình thương. Bốn khả năng này nếu luyện tập thì có trở nên mở rộng tới cái mức không biên giới. Yêu thương mà không điều kiện thì gọi là tứ vô lượng tâm. Yêu thương bây giờ không còn là cái nhu cầu của bản ngã mà vì đối tượng. Theo khám phá mới nhất của các nhà thần kinh học thì sự quan tâm hay chia sớt là cái trạng thái hạnh phúc cao nhất của con người. Nó đứng trước cả cái sự hài lòng và bình yên nội tại. Trong vị trí xếp hạng này hoàn toàn không có cái chỗ đứng cho sự thỏa mãn hay sự hưng phấn. Định nghĩa về hạnh phúc xưa cũ của nền văn minh nhân loại, sự vị tha đem lại hạnh phúc cho con người gấp bội, phải nói là gấp bội lần cái sự vị kỷ. Trong xã hội hiện tại, khi đạo đức con người ngày càng suy tàn bởi cái lối sống nhanh và vật chất, hình thức quá nhiều, khiến lòng từ bi giảm dần, cái tâm từ không được phát sinh, thì đồng nghĩa rằng tự chúng ta đã đưa mình vào cái thế của sự vị kỷ, gọi là tự mình đưa mình vào cái thế giới của sự vị kỷ, lo lắng và ích kỷ. Có một câu nói, trước khi muốn thế giới thay đổi thì hãy thay đổi chính bản thân mình trước. Chúng ta muốn sống trong cái thế giới từ bi thì bản thân chúng ta hãy thực hành hạnh từ bi. Hãy sống theo lời Phật dạy, từ tâm quán chúng sanh như mẫu niệm nhất từ, vô thù bất truy ác, cánh sanh lân mẫn tâm. Nghĩa là dùng cái tâm từ quan sát chúng sanh như người mẹ nghĩ đến con. Đối với kẻ thù không sanh sởi ác tâm, ngược lại phải sanh tâm thương xót họ. Chúng ta chưa thể đạt được cái tâm từ bi vô lượng như các bậc thánh nhân, nhưng hãy làm những gì nhỏ nhất nếu có thể để mang đến cái niềm vui cho người khác. Đức Phật dạy, để thay đổi cuộc đời, điều quan trọng nhất là sự thức tỉnh. Đời là bể khổ, nhân sinh là đau khổ. Đâu có thể ai sinh ra đã hoàn hảo hay thành công được ngay. Nhưng không vì thế mà mãi chìm đắm ở trong cái thế giới mông lung, không chịu thức tỉnh, phấn đấu những điều tốt đẹp cho bản thân và cho những người xung quanh và cả nhân loại. Trong cái hạnh phúc luôn đi đôi với cái mầm mống đau khổ, bởi nó là cái thứ vô thường, tạm bợ, mong manh. Vì sinh già bệnh rồi thương yêu mà xa lìa khổ đau, quán ghét mà gặp nhau lại càng thêm khổ, mong cầu không như ý cũng khổ, và cuối cùng chết cũng khổ. Con đường khổ đó, con đường khổ hạnh ép sát ta suy yếu, hành giả không đủ sáng suốt
minh mẫn để đạt được cái mục đích giác ngộ giải thoát. Hà cớ gì phải sầu bi, u phiền, khổ não không có ngày cùng? Sao không đánh thức cái bản năng con người, khơi dậy cái lòng tốt, cái tình yêu thương bao la ngập tràn, để người với người sống để yêu thương đùm bọc lấy nhau? Lời Phật dạy: từ bi hỷ xả, lòng thương người là cái phẩm chất cao quý tốt đẹp mà nhân sinh có được. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều là những con người bất toàn, nhưng nếu biết đặt ra cho đời mục đích hướng thiện, bản thân ta sẽ hoàn thiện từng ngày. Cái thiện và cái ác luôn luôn tồn tại song hành trong cuộc sống ở mỗi con người. Ranh giới giữa cái tốt và cái xấu cũng mong manh không lường. Kèm theo đó là lực nhân quả, nghiệp báo, nhân duyên, là do mọi việc diễn ra theo cái cơ duyên, nhưng tất cả được quyết định từ cái ý chí và cái tâm hồn của mỗi con người. Hôm nay bạn gieo cái nhân thiện, ngày mai ắt được cái quả lạnh. Đời có dai có trả, có được có mất, có hạnh phúc có đau thương, nhưng để làm chi khi nhắm mắt xuôi tay lì xa cõi đời, rồi thì tất cả chỉ là cát bụi hư vô. Vậy nên Phật dạy điều hay: lắng tai mà nghe, tĩnh tâm mà học, hành thiện giúp đời cứu vớt. Vô số phận khổ đau cả nhân loại cùng nhau sống thiện, hướng tới cái cuộc sống tốt đẹp, bình an. Chúng tôi hy vọng rằng bài pháp vừa chia sẻ cho quý vị trong cái chương trình hôm nay phần nào đem đến cho quý vị sự an lạc.